Quý vị ơi, ngày hôm nay ghé lên thăm Trà Duyên này quý vị ơi. Thăm lâu đài tình ái. Em ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Khi đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh tay thiền thần. Dạ, xin chào quý vị, bà con, cô bác trong và ngoài nước trên kênh Bình Định Dấu Yêu. Hôm nay em lại lên cái ống kính nữa. Em vừa trình bày hay giải thích mà em cũng muốn nói cho quý vị biết được cái cuộc sống của mẹ con em. Nói chung là em hôm nay ổn. Đi làm ăn buôn bán này kia thì bắt ốc hay rau. Ổn quý vị. Em không giàu nha quý vị. Em không phải là bây giờ em sức khỏe đâu em làm giàu nữa. Nhưng mà em như vậy là em cũng cơm ăn được. Ngày có cơm ăn ngày ba bữa. Lo cho con được rồi. Mà cháu á, là bữa hổm đây, em đi hơn 3 tiếng đồng hồ, em chưa mua kịp mua đồ ăn sáng về cho nó. Thì nó ở nhà thì nó bứt cái dây chìa khóa này. Em khóa như vậy đi quý vị. Em khóa như vậy đây. Mà nó bứt đứt như vậy nè. Đó. À, nó bứt đứt mất. Nó bứt đứt cái dây ra vậy nè, không biết nó làm sao mà nó đứt được. Nếu đi ra thì tối nó ngủ ở dưới công viên 23 tháng 9 á, thì nó không có chứng minh nhân dân. Thì công bây giờ trong cái tháng 6 này toàn thành phố đang có một chiến dịch bắt tất cả lòng nề đường đó. Nhưng mà sao em đi buổi tối đi ngang qua người ta ăn xin cũng quá trời quá đất. Nhưng mà em đi nè, em đi về nhà. Bắt đầu 12 giờ, giờ cao điểm là bắt đầu đi ra. Rồi Vương bị công an phường hốt Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão bắt nó thì mới điện kêu chị đem giấy tờ xuống để bảo lãnh cháu về. Thì chị mới nói thôi vậy thôi sang ở đây. Chị cho chị gửi luôn. Thì ngày mai á là chị rồi cái 2021 là em tạm trú là bằng sổ. Mà bây giờ nó lên mà khu vực mới đổi về đây á thì em đi Hà Nội mất 6 tháng, em về em không biết, em tưởng đâu là cũng cứ như vậy thì mình chỉ khai báo tổ trưởng thôi. Ai ngờ đâu bây giờ nó lên tất cả trên hệ thống rồi. Đó thì bây giờ là coi như là đi ra phường để xác minh. Là không có tạm trú, tạm vắng ở trên hệ thống. Anh thử ra bây giờ cho đi vô cái gì đó, trung tâm xã hội. Trung tâm giáo dưỡng hả? Xã hội gì ở dưới Bình Triệu đó. Vì nó là thuộc trẻ lang thang mà. Nó cho đi xuống đó. Cho đi cho biết cảnh đâu giờ mệt mỏi quá. Nhưng mà bây giờ nó Phạm Ngũ Lão là ở trung tâm ở Bình Triệu. Chắc ngày mai nếu mà hồi nãy chị ra phường làm giấy tờ mà làm giấy tạm trú tạm vắng á. Chị xin cái giấy xác nhận tạm trú á để qua tuần cho cháu về. Nhưng mà nếu mà không... Công an nó nói như vậy là chị thấy cái màn là không được rồi thôi. Công an ở dưới Phạm Ngũ Lão điện cho chị nói nếu mà không được thì em đưa cháu xuống bảo hộ trợ xã hội cái gì đó. Trung tâm bảo trợ xã hội. Đúng rồi. Đó ở ngay chỗ cầu Bình Triệu đó. Có gì chị xuống đó chị thăm cháu hoặc là chị đem hộ khẩu xuống chị bảo lãnh cháu về. Chứ ở trên này là người ta không xác nhận chị. Người ta nói là chị không có trên cái hệ thống tạm trú tạm vắng gì đó. Thì hồi nãy chị cũng đi ra chị ấy mà thôi không có thôi. Thì em trình bày với quý vị tất cả mẹ con em có cái gì á, cái gì á là em cũng nói hết. Mà trên kênh đi Thanh Thiện nói em ấy ngồi. Em đi xuống em thăm con em xong em đi ra chỗ nhà thờ Đức Bà em ngồi. Thì mẹ đâu có nói là tại vì mẹ đâu có đã nói là đạo mà. Mẹ đâu có chỉ là mày hả bận đồ rách hay là mày này mày kia tao không cho mày tới chân tao đâu. Mày phải ăn bận nhà lầu xe hơi mày rinh tới chân tao mới được ngồi. Vậy mà có những người vô nói chuyện thiệt á. Bữa nay trời ơi bả ra tới nhà thờ Đức Bà ra trung tâm thành phố mẹ ngồi mẹ xin ăn. Trời đất ơi cái mặt em ở đây á. Mà em mà đã lên tiếng em xin á. Thì em xin lỗi nha. Cũng không đến nỗi tệ đâu. Nhưng mà sao có những người vô ăn nói thì em đã buồn thì chết. Em đã nói cái tinh thần nó rất là quan trọng nha bà con cô bác. Vô nói thì mình vô mình không. Vậy bữa giờ chị thăm nó rồi sao? Nó có nói gì nó cũng muốn về không? Nó năn nỉ nó muốn về chứ nó muốn về sợ ở xanh giái ở dưới đó chứ không thấy chị nói là cho nó tưởng ừ
chị bữa nay nếu mà hồi nãy chị nói công an nếu mà cho cháu đi xuống đó thì thôi giờ chú cho chị gửi luôn đi, chị mệt mỏi lắm. Hỏi chứ sáng ra 5 giờ đi mẹ, 5 giờ đi bữa hôm chị về nó cũng nói chung là đi 8 giờ mấy 9 giờ rồi, nó đói rồi. Điện thoại chị thu tịch thu điện thoại, chị đâu cho xài điện thoại nữa. Thế là coi như là bức cho nó cái ổ khóa đó nó đi. Chị đã nói rồi, con đi chuyến này á, là trong cái tháng 6 này toàn thành phố nó đang chiến dịch nha. Nó bắt nè, nó đưa đi đó. Mẹ không đi thăm nuôi. Hồi xưa giờ mẹ... nó cũng đi rồi bắt 1-2 lần mà bắt 1-2 ngày chị đón nó về nay đợt này bắt là lâu trước, hả? Bữa sau nè, bắt giống như tối nay em bắt là sáng chị đem giấy xuống là người ta cho về rồi. Dạ. Hiểu không? Bữa trước đi xuống cho nó cũng vậy á, test không có. Đó bây giờ công an, mà công an nó khổ nổi một cái gì nè. Nó nói chuyện với nhau á, thì nó nói là nó test thằng này không có. Nó đưa lên trên test cũng không thấy luôn. Nó hút ba cái cỏ gì đó, không biết. Đó, thì hồi nãy á, chị nó hỏi nó, cháu như vậy sao em? Tại vì con chị nó thuộc diện lang thang mà trong người nó là có một cái bịch cỏ, có một cái điếu cỏ thì chắc đi ra ngoài đó nó gặp tụi Tây nó cho đó. Nói thôi sẵn đây đi thì đi luôn. Em không giấu mà em cũng không bao che. Em cũng phải làm màu để em xin tiền cho con em chơi cái đó. Em còn ăn cơm quý vị. Em còn ăn cơm. Nếu mà nói đi ăn đi uống rồi này kia em cũng biết ăn biết uống lắm chứ em chưa đến nỗi ăn cám không có sú. Ăn uống nước ba, uống nước đáy bò, ăn cái gì ăn cám sú uống nước đáy bò đâu. Hay là cái chữ nhục của em trên trán này nó không có, em đen là vì em đi làm nắng đôi thôi. Chứ không phải là cái chữ nhục của em á, em ăn em nuốt mất mẹ nó rồi còn đâu chó nó nơ đâu mà thiệt á. Nói ra những cái từ ngữ mà đến khi em nói thì lại kêu em sân si. Rồi kêu em thì trời ơi đã khổ thì chớ rồi, đã tinh thần đâu không biết mà để đủ sức để no cho con không biết nữa, thì cố gắng làm sao có sức khỏe để làm no cho con cầu xin. Cứ ngày hai bữa cơm mà sáng đi hả hái rau, thì những lúc em lên em quay chị đó, những lúc quay đó là thực tế chứ không phải là hình ảnh ghép cung gì hết á, lên đồng ruộng bên mông nữa. Chứ đâu có phải là quay quyết gì đâu mà cứ nói em thì làm màu, em chẳng có làm màu gì. Rồi bữa giờ xuống thăm nó có muốn về không? Nó nói sao, mẹ ơi cứu con không? Mẹ ơi, bảo lãnh con về, mẹ ơi bảo lãnh con về nó không? Tao không bảo lãnh nữa mẹ. Đợt này cho nó biết mùi hả? Về cho nó sợ chứ giờ hỏi em chứ sức khỏe đâu. Ngồi rửa con ốc là cũng thấp tha thấp thỏm. Em tin ông chạy ra đằng sau mà mở cái vòi nước, khóa cái vòi nước á là bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy y như con trâu vậy, lỡ mở cái ổ khóa ra rồi. Mệt mỏi lắm, đâu có thấy được. Em đã nói em sống trong cái sự hồi hộp, no âu, sợ hãi, bồn chồn. Tony mẹ đâu? Ủa con chó đó ai cho mà có con chó lạ vậy? Cái chị ở dưới xóm á. Bà không nuôi hả? Không nuôi nữa. Bà nhiều quá. Người ta thấy là tao có chạy được chứ phải làm vậy bảo. Đó mày im. Tao đã. Thế nào? Giờ mà gì chị ơi, tao là chết à. Tháo con nó hợp đâu. Tương ngâm tương. Nó phá cho nó không được phá cái gì nó không bao nhiêu tiền. Phá hoài. Tương ngâm. Đứa nào thương mẹ đâu? Ủa bữa có một con kia rồi mà chị. Con kia hả, đem đi trả xuống cho bà. Vậy hả? Tại vì con kia nó cứ cắn con này hoài, nó ăn hiếp. Mà con này nó đẹp hơn. Con chó kia là kiểu giống gì ta? Con kia nó cũng không con. Tháo nó ra đi. Con này nó là mặt sệ. Chó mặt sệ đó hả? Ừ, truyền thuyết chó mặt sệ đó hả? Đó, chó mặt sệ đó. Mất nợ chó hay sao không? Người là chó nữa. Rồi đi ra đi. Còn ngu không? Trời ơi. Rồi đi đi. Ủa? Đây luôn hả? Lên xe này. Tôi đi, lên xe đi này. Buồn tủi. Em thấy rau chị nó tốt không? Cái cây kia để thành cổ thụ luôn á. Cái cây rau dại á. Dạ.
biến thành cây cổ thụ. Này đâu đây quá trời rậm rạp luôn nè. Mới cắt cho rồi. Mới cắt cho. Cắt cho quá trời luôn. Rau cải bữa nay nó lên là chuẩn bị đi cấy. Đang tính đi cấy rau cải ra cho nó to. Cho nó cái cây cải cho nó to ra một chút. Mới cái mới hôm qua giao mấy ký rau. Ốc. Mà bữa giờ chị bán chậm hả? Chậm nặng. Tập số điện thoại để ai mua liên hệ nữa. 0937808772. Số điện thoại này để mua hàng nha, đừng để chập kẹo trai gái nha quý vị nha. Ủng hộ em thì mua ủng hộ em thì 0937808772. Như chị đang phát cái khúc dưới á. Cái khúc dưới nhà dưới mấy đứa nó ở nè. Chắc mua vịt mua gà về nuôi. Xin chủ đất cho nuôi rồi. Chỗ đó nuôi vịt được mà nuôi 5 con 10 con thôi, chứ nuôi nhiều nó hôi lắm. Dưới đây nè, đâu có nuôi ở đây, đi. Dưới nè. Đang nằm cỏ này, đang phát, đang nằm cỏ này cho nó ấy nè. Dạ. Ở dưới này mình làm sạch sẽ đi, hiểu không? Đó, đã đốt đi làm sạch sẽ đi rồi rồi. Cái rồi mua gà, mua vịt về thả nuôi đi. Mua vịt đó thì vịt để cho nó đẻ có trứng. Đó. Làm đây cái nếu mà chủ đất nói á. Đúng rồi, chỗ đó chị nuôi vịt rồi, ốc gì bắt đó về cho nó ăn là đẻ không sai luôn. Chủ đất nói nếu mà trọng nó nên nó ở nè, cho nó ở đây nè. Nếu mà trọng sống lên nó ở là ở khu này hả? Đây này à. Mà trọng sống nó đâu chịu ở khu đây, ai làm sẵn nó mới ở, còn chưa làm nó không ở đâu. Từ đây nằm dài xuống tới dưới cây dừa, tới dưới cây bình bát đó. Thấy không? Người ta hỗ trợ cho 5 triệu làm. Trời ơi sướng, còn đây này chị bỏ ra 100%. Mà đó, hồi đó em nói nó mà nó nói ở đây xa quá, với lại là chưa có nhà sản giờ nó cất nữa, sao nó ở? Trời đất ơi, chơi chứ thiệt đó, đã đi lên lập nghiệp rồi. Đã đi lên lập nghiệp rồi. Thì bây giờ mình có cái chỗ ở, mình không tốn tiền mà chủ đất người ta hỗ trợ cho 5 triệu như vậy. Thì mình ở. Hàng tháng đã có một mình đi làm rồi, nuôi 4 năm cái miệng ăn, 4 năm cái tàu há mồm kiểu đó. Thì quý vị nghĩ đi, em không có xía vô chuyện của ai. Người quý vị em cũng sợ đời ra mó lắm. Trời sao không ăn mà để già hết trơn này. Không ăn. Nó nữ ra rồi. Ở thì ở dưới đó đó, đất người ta chở về xà bần. Ở đây này giống như đi lâu lâu chở một bao về. Cái đi cái ở chỗ nào người ta có xà bần á, cái mình chở về. Ở đâu cái có xà bần cái mình chở về, cái mình nắp riết thì nó đầy thôi chứ. Kiến tha lâu thì cũng đầy tổ thôi, đúng không quý vị? Chứ đâu có phải là ấy đâu mà người ta cho mình ở như vậy là may phước lắm rồi. Để làm chi? Hàng tháng mình làm mình có dư ra, mình có dôi ra. Chứ ai bà con ruột thịt đã chắc gì giúp mình được như vậy, đúng không? Mình ở như vậy là thôi, luôn luôn cũng cảm ơn chân thành chủ đất, gia đình chủ đất rất là nhiều. Ở đây nè, đó em ở đây là sạch sẽ khuôn viên của em đó. Mà vừa rồi á nè, tin cái ông kế bên quá, làm lấn qua bên đất của cái chú, của ông cậu chủ đất này hết nửa mét, 60 phân. Qua đây à? Ừ, lấn qua đây chứ, ông để cho ở, mấy nữa nó nói vậy, thôi một lần làm, một lần cực. Ông cậu cũng chưa có làm, khi nào cậu làm đến đó thì mình dời vô thì hãy dỡ đi, chứ giờ dỡ đi rồi đô thị nó xuống, nó làm phiền đủ thứ. Một lần nào mình cực tức cứ để đi, chứ bữa hổm là người ta đòi dỡ rồi mới xin á, chứ không có là thôi. Đáng chỗ đó chưa xây mà, chưa thì người ta chưa xây mới nói người ta thôi. Ý là người ta sợ mình chiếm đất làm sao mà lấy khó hả? Ý nói làm mà tại sao không làm đúng ấy, mà cái ông ở kế bên á, ông cà chớn như vậy đó chứ. Cái lúc làm đã hỏi làm được không, tôi chở con tôi đi chữa bệnh, nếu không làm được á
thì thôi tôi nghĩ bữa nay thôi chở cháu đi chữa bệnh đi, ở nhà làm được làm được, tính nó chỉ cho nên làm đúng rồi đó, cuộc làm chất lất cho lơ chứ không có làm vậy. Ai biểu hồi đó nhân nhượng không làm đúng ngay từ đầu đi, hồi đó lỡ xong rồi lỡ luôn. Cái rồi chị mới điện chủ đất, cái nói vậy thôi thì thôi để kệ nó làm đại ở đi, chị cũng ở thời gian ngắn, mới nghĩ là thời gian này đó. Em thấy vợ chồng người ta què không, có một mình chồng đi làm đó. Dạ. Ở dưới đó là con nhỏ rồi vợ thì có tật, người ta cũng lơ từng cái bao xà bần một, người ta về ta ở không nỉ chồng nó thua. Tính lâu dài thì nó khỏe, đỡ tốn tiền nhà, chứ nó chưa hết mà mới đầu nó sợ tốn rồi sao được. Trời đất ơi, người ta đã hỗ trợ cho 5 triệu là mua tôn với cây được rồi đúng không? Mua tôn cũ với cây về em làm em dừng lên rồi. Em đã có, đâu có cần phải ở dưới đó nữa thì có mua hả? Ba cái tấm bạc che mưa cho nó. À, em ở sạch sẽ nè, nó không có con muỗi luôn nào luôn á. Mà ở trên này ban ngày nè, nó mát nè. Chị hồi đó ông Vương nếu nó đi được á, là chị làm ở khúc dưới ở cho khỏe. Nó đỡ nắng, đỡ nó mát nữa. Có cây cối này kia. Nhưng mà nếu mà Vương đi được thì mình lại đâu có gặp người ta. Hiểu không? Thằng Vương nó bệnh, nó đổ đốn nó như vậy thì mới gặp được người ta như vậy. Thôi, nói nó vậy, đi lên Sài Gòn cái đợt 2 đó, nó mà lên là bữa nay nó cũng đâu có đến nổi đâu mà. Nó nghe lời đi, lúc đó Mạnh Thường Quân cho nó tiền đó. Nó lên nó làm, người ta hỗ trợ nó 5-3 triệu đó, người ta cũng xác định là nếu mà nó ở nó đông con, nó ở ồn ào, ở khúc dưới đó là không ai ồn ào hết. Dạ. Không phiền đến ai luôn á. Mà nó trong trọng sống nó không biết tính lâu dài. Nên là cuộc không, sống nó sống ngày hôm nay được ngày mai nó đi đâu? Nên thiên đàng đi. Thì nó cứ quẩn quanh vậy à. Chứ rồi những đứa con của nó ra sao? Thì giờ nó làm cha làm mẹ không lo thôi, chứ giờ mình lo cái gì? Không phải là mình giúp đỡ hết cỡ rồi nó không chịu nghe lời. Thì ấy, chị nói là không phải là mình lo. Ở đây em nói vậy này, có người ta không hiểu này. Ý chị nói là mình làm như vậy rồi con mình sao không để mình cứ đem con mình ra. Mà em xin lỗi bà con, cô bác, quý vị khán giả nha. Xin lỗi tất cả mọi người á. Tại vì con em nó đau. Mà nó đau á thì em mới ngửa tay em nhận tiền. Còn không á là em xin ngưng ngay và liền. Để cho những cái hoàn cảnh khác, chứ không phải là có nội mẹ con em đau ốm đâu. Trong bệnh viện là ngời ngời luôn á quý vị. Em không biết là mấy người đó người ta ở ác giống em không, chứ mà em thấy vô trong bệnh viện là cũng ngà ngà luôn á. Mà nó thấy không, thành thử ra em nói là nếu mà được cái gia đình đó, thằng chồng súng là con cái nó là khỏe mạnh này, vợ chồng nó cũng khỏe mạnh này, đúng không? Thay vì những nó đợt đó mà lên đây làm ở là ý chị nói là như vậy đó. Nếu nó nghe lời em lên đây làm nhà ở đợt đó là phải bữa nay nó yên ổn chưa? Nó đi làm là coi như là hả, đã nói là người ta dư 10.000 thì nó không dư được 2.000 chứ không nghĩa là không dư được đồng nào. Nó làm 10.000 nay 15.000 mà lấy đâu dư? Có gì thì thôi. Vậy thì chỉ có nó có tiền nó ăn uống xài dữ lắm, không biết tiết kiệm đâu. Mua nước ngọt cho con nó trùm luôn á. Con nó không đâu biết vậy đâu, mỗi lần đòi gì không có là nằm dạ ra lăn khóc vậy, nó phải đi mua. Không mua là nó khóc. Thằng lớn tới thằng nhỏ y xì vậy á. Coi như là thôi, nói rồi mất công này vạ vào thân mình. Ai cũng có một cái số phận hết chứ không phải là chị cũng chẳng có hơn ai. Chị đã nói là cuộc đời của chị nó như cục cức mắc mưa rồi. Nhưng mà không phải là cái dạng mà trọt cức không nên lỗ, nó không phải là cái loại người như vậy. Thành thử ra thôi giờ ai cũng có cái số phận tới đâu hay tới đó, mà cứ bình yên cuộc sống mỗi ngày khỏe mạnh để kiếm cơm như vậy là thấy bình yên rồi. Hôm nay quý vị mừng cho mẹ con em, nhưng cháu nó như vậy thì thôi để cho nó vô trong đó đi. Nó không phải là nghiện, công an nó không phải là nghiện. Mà ở đây là chị cho nó về thì cho nó về, nhưng mà không cho nó về nó để 3-4 ngày này em cho nó đi. Thế bữa nay nó hơn một tuần rồi, bữa thứ 5 tuần rồi. Thì bữa nay thứ 5 là một tuần này. Cho nên là mà không có xác minh được cái tạm trú tạm vắng. Đó, cho nên là thôi đồng ý cho đi xuống, nếu mà xuống đó thì nhưng mà nó có căn cước rồi mà. Có căn cước. Mà nó không nên, mình đăng ký cái năm 2021 là nó còn cho đăng ký cuốn sổ. Còn bây giờ là đăng ký trên hệ thống. Giờ lên định danh hết rồi. À, lên hết trên hệ thống. Không có, đi ra làm lại. Nó phát mớ từ giờ, bắt ra mua mớ từ giấy về làm lại từ... Ai cũng phải làm, chứ ở đây hoàn toàn là mấy người kia cũng đâu có đâu. Dạ. À,
Thế chị không đụng đến là coi như là mấy người kia cũng đâu biết âm tu mù tịt, cứ tưởng đâu là mình đăng ký rồi là xong. Dạ. Không? Thế ai ngờ đâu, bữa nay chị lên thì công an phường mình nói chị đi ra chỗ tiếp dân thử, chị hỏi coi có trên hệ thống không. Không có là chị phải làm lại từ đầu. Mà không có nó ở đây thì chị không đăng ký tạm trú tạm vắng cho nó được. Em không xác minh được thì thôi bây giờ cho nó xuống hỗ trợ cái gì trung tâm hỗ trợ giáo dục, giáo dưỡng gì đó đi, rồi chị đem hộ khẩu xuống chị bảo lãnh nó về. À, quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương gốc glucosamine loại 280 viên với giá là 850 ngàn free ship toàn quốc. Và em có bán cá khô chỉ vàng với giá là 100 ngàn một bịch là nửa ký, một ký là 200 ngàn. Và còn đây là bột bánh xèo ở quê làm nha cả nhà, làm thủ công, là một ký là 70k. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định Giao Yêu. Bye bye.